Giới thiệu nhà em hôm nay có kiều hàng cân đây các bác này, kiều cân kiều cực kỳ đẹp đấy, qua mùa mưa cây đứng cây rồi nha. Đây là toàn cây mới này đấy. Qua xuân là nó sẽ có hoa, qua Tết là sẽ có hoa đấy. Đây là hàng cân, này là môi tua đùi gà với lại là nhất điểm hoàng. Đây là kiều nguyên bản cực kỳ đẹp đấy. Giò kiều này cho lên chậu cực kỳ đẹp luôn, đến lúc là ra hoa đẹp lắm đây đấy. Thằng này một thân, hai thân, ba thân, bốn thân, năm thân, sáu thân, bảy thân, tám, chín, mười, mười một, mười hai thân, mười hai thân này. Đấy, nhà em bán 250, 250 cái này nhá. Mẹ mẹ mày bán rồi à? Chưa, thôi cứ cứ quay vào đây đã. Đấy, 250, 250 đang đóng cái bục vậy đấy. Đây là người ơi. Đấy, cây này đấy, đẹp chưa? Thảo vừa dừng về hôm tối hôm qua, sáng nay quay luôn cho các bác, up lên kênh YouTube. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cũng phải tầm 10 mấy thân đấy. Đấy. Giò này thì 200 nghìn. Giò này thì rẻ hơn này các bác này. Đấy, rất đẹp nhé. Đấy, mình cho lên chậu mình lấy cái dây định hình vào, nó gần gần với nhau như này thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 thân này. Đấy. Em này cũng 150 này, 150 bây giờ có nguyên bản chơi cực kỳ đẹp rồi. Giò này giò thứ ba này nhá, giò thứ tư này. Đấy, giò thứ tư này cũng 150, không đếm nữa đâu các bác nhé, đọc luôn thôi. Giò thứ tư 150, giò thứ năm 120 nghìn. Đấy, hàng nguyên bản này về cực kỳ sống, cực kỳ khỏe, không cần phải đấy, hàng rừng mà. Đấy, thằng này là 245, thằng nào giò thứ sáu. Đấy, giò thứ sáu này thì cũng to đẹp lắm này. Đây, mình về mình đặt nó gọn vào như này đẹp luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thân, cây nào cũng to đẹp. Thằng này 180 nghìn, 680 nghìn. Thằng số 7, 7 đây. Đấy, 7 hầu như là không cây nào mất lá nữa các bác nhé. Đấy, đẹp lắm luôn. Đấy, thằng này là 3 thân này, 4 thân này, 5 thân này, 6 thân, 7 thân, 8 thân, 9 thân, cũng 10 thân. Hôm nay có duyên với số 10 đấy nhỉ, 10 thân này. Thằng này thì 300 nghìn. Cái hàng này thì cái lá nó ở trên rừng, nó bị con dẹp như này thôi, mình về phun cái thuốc dẹp vào phát là lá nó lại mọng như này luôn. 700-300 nghìn. Đấy, giò số 8, giò số 8 đẹp chưa, quá xịn luôn. Đấy, đấy đó. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gì đấy, mấy thân nhỏ nhỏ ở dưới này, đẹp chưa. Đấy, bạn này thì 200. Đây, thằng này cũng đẹp. Đấy, nó mọc từ thấp đến cao. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thằng này 150. Đấy, 150, số 9 hay số 10 gì ấy. 9 đi, 9, 150. Đấy, hôm nay toàn ừ thì cứ live stream thôi, mình quay lên đây, mình quay lên thì cứ quay thôi. Còn đây thằng này thì là cũng hàng nguyên bản thì nhiều luôn. Thằng này 350, thằng này 350. Đấy, cây cực to luôn các bác nhé, cây to như này luôn, rất là thiều thân. Ừ, khi ra hoa này rất là đẹp. Chào các bác nhé.
Hàng này hôm nay là hôm 21 tháng 9.